Sai thì cho anh xin lỗi, ok chưa baby girl? Hồi nãy ở ngoài ngã tư nó hỏi là Nam đi đâu thì Nam trả lời là đang ung dung trên trời, là đạp mây xanh năm nay xuống chơi. Anh năm nay hơi buồn thấy em từ yêu là gì? Yêu là Nam Nam, yêu là ngu dốt, yêu là còn cái gì? Trời xấu, trời đẹp, trời vẫn tới. Em xấu, em heo, anh bỏ nhiều. Lần nào cũng thế, xót xa em anh rồi em sống ra sao, mất anh rồi em sống thế nào. Để anh nói cho mấy đứa nghe nè, mấy đứa sử dụng nhạc của anh mà không hỏi anh một tiếng nào hết trơn á, trong khi có cái miệng. Nếu mà có cái miệng mà không biết hỏi thì câm mẹ luôn đi nha.